Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục một số cái thông tin rất nóng liên quan đến câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng. Và buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy là hàng loạt những cái thông tin khá là sốc, khá là nóng liên quan đến cái câu chuyện của một số cá nhân đã gọi là đồng loạt gửi đơn kiến nghị đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và về cái thông tin này, phía Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác nhận là họ đã nhận được những cái đơn kiến nghị từ phía gọi là người đại diện của các nhân vật như là Đồng Vĩnh Hưng, bà Đinh Lan, Vi Anh, bà Lê Thị Giàu, đề nghị để mà xem xét lại cái tư cách tham gia tố tụng. Bên cạnh đó thì một số các cơ quan báo chí cũng có thông tin về cái vấn đề mà những cái cá nhân đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó thì có anh Đàm Chị Tiên thì đã cung cấp được cái chứng minh thiệt hại của mình, nhưng mà trong đó đó thì phía tòa án họ sẽ xem xét lại để xem nó có đúng, nó có chính xác và đặc biệt là nó có hợp pháp hay là không. Còn về cái câu chuyện mà ngày hôm nay mà Thanh Quyền muốn chia sẻ, đó chính là cái vấn đề mà cái căn bệnh của chị Hằng Ni, đó là cái chứng bệnh gọi là rối loạn lo âu. Cũng như cái phần của chị Oanh, chị đã không có thể gọi là cung cấp hay là chứng minh được về cái vấn đề thiệt hại của mình, chứ không phải là chị không yêu cầu nha. Có thể chúng ta có thể hiểu rõ là trước đó Vi Oanh đã từng yêu cầu là phải bồi thường thiệt hại cho Vi Oanh 1 tỷ đồng. Chúng ta từng nghe chị Oanh chị nói rồi, khẳng định luôn là mình phải làm đến cùng để mà đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại trong một khoảng thời gian mà Vi Oanh cho rằng là bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm gây thiệt hại về vật chất hay tinh thần gì đó. Nào là những cái hợp đồng, những cái show diễn hay là những cái MV vân vân, hợp đồng quảng cáo các kiểu. Nhưng mà cho đến giờ phút này luôn thì chúng ta thấy rằng là bà Giàu nè, cho đến là chị Oanh không cung cấp được cái bằng chứng để chứng minh mình thiệt hại. Cho nên có thể thấy rằng là thời điểm này họ hoàn toàn im lặng, không phải là họ gọi là không muốn yêu cầu bồi thường nữa, mà đơn cử đó chính là họ không thể chứng minh. Còn một cái câu chuyện khá đặc biệt đó chính là khi mà chị Hằng Ni đó, chị cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, nhưng mà chị Ni thì lại không chứng minh được cái thiệt hại của mình trong khoảng thời gian đó. Chị đưa ra một cái đơn thuốc là mình bị gọi là rối loạn lo âu. Thì cái căn bệnh này của chị Ni là như thế nào? Nhiều người lầm tưởng cho rằng rối loạn lo âu là một cái triệu chứng của cái bệnh gọi là tâm thần hay chăng? Nhưng trên thực chất thì theo Thanh Quyền thấy rằng nó không phải là một cái triệu chứng của gọi là bị tâm thần. Thưa quý vị, rối loạn lo âu là một cái căn bệnh mà có thể nói là một triệu chứng của cái bệnh gọi là trầm cảm nha cô chú anh chị. Có nghĩa là bị trầm cảm đó, một triệu chứng của cái căn bệnh gọi là trầm cảm mà thôi. Nhưng mà cũng không phải không được gọi là trầm cảm. Vậy thì tại sao chị Hằng Ni lại bị mắc bệnh cái căn này? Thứ nhất là căn bệnh này nó thấy nó là nó mắc qua rất là nhiều thứ, có thể là qua áp lực hay là cho đến là kể cả về cái vấn đề mặt gọi là di truyền. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, trong cái khoảng thời gian trong cái khoảng thời gian mà chị Ni đó, chị lên gọi là tấn công liên tục cho đến ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, thì chúng ta có thể thấy rằng là chị Hằng Ni đó, chị ấy đã gọi là nói rất là nhiều thứ. Thậm chí thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì bà ấy còn uống rượu nhảy múa, giống cái kiểu như là mình gọi là rất là vui sướng, rất là vui sướng khi mà nhìn thấy bà Nguyễn Phương Hằng gọi là bị công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố. Mãi cho đến giờ phút này thì chúng ta có thể thấy rằng là ngay lập tức nhận lại cái gọi là lực căn quả anh hai. Mình cũng bị y chang người ta, cả thậm chí tóc tai đầu cổ thì nó còn bù xù hơn nữa, khiến cho gọi là những người mà người ta theo dõi câu chuyện này, người ta nhìn ra đó là cái gọi là cái lực nhân quả. Ngày trước lại cười người khác, cười người hôm trước lại hôm sau người cười. Rồi cái câu chuyện mà tại sao ngày hôm nay lại có cái thông tin là các gọi là đại diện của bạn Ni lại cung cấp ra cái giấy tờ, đó chính là cái toa thuốc thôi, chỉ là một cái toa thuốc về cái
rối loạn lo âu thôi cô chú anh chị. Còn để xác minh thật sự cái căn bệnh của Hàng Ni này, nó có gọi là phải một là trong cái khoảng thời gian mà bị bà Nguyễn Phương Hằng làm ảnh hưởng hay là không, hoặc là nó có thể gọi là bị từ trước đó, có thể gọi là bị từ trước đó, cô này đã bị từ trước rồi, và cái vấn đề mà không có liên quan gì đến gọi là bà Nguyễn Phương Hằng để mà gây ra cái căn bệnh dành cho cái cô Hằng Ni đó là về tổn thất về tinh thần, về sức khỏe đó cô chú anh chị. Như theo cái lời mà một số những cái luật sư họ phân tích đó. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận rất là rõ, trong cái khoảng thời gian đó thì Hằng Ni đã vô cùng vui vẻ livestream tươi tắn mãi cho đến khi mà bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bản thân mình. Ngày hôm nay lại lộ ra cái vấn đề gọi là cô này bị bệnh để mà yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để yêu cầu bồi thường thiệt hại không chứng minh được, chỉ có một cái toa thuốc này thôi. Thì Thanh Nguyên thấy rằng là nhiều người mà binh vực cho Hằng Ni đó, đồng đội của Hằng Ni thời điểm hiện tại thì cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng phải gọi là bồi thường về tổn thất sức khỏe trước tiên dành cho cô Hằng Ni. Thì chúng ta chưa nói đến cái câu chuyện mà vụ án sau này thì bà Hằng Ni này lại là bị cáo, bà Nguyễn Phương Hằng lại là bị hại. Và cái vấn đề bồi thường thì chúng ta chưa nói, trước tiên thì vấn đề mà cái câu chuyện ngày hôm nay đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng có phải bồi thường cho Hằng Ni về cái vấn đề tổn thất về sức khỏe tinh thần của Hằng Ni bởi mắc cái chứng bệnh gọi là rối loạn lo âu hay là không. Bởi lẽ chúng ta thấy rằng là cái cô này khi mà lên đấu tố bà Nguyễn Phương Hằng thì luôn mang những cái vấn đề gọi là luật pháp ra để nói một cách tươi tắn trên các kênh YouTube, không có thấy một cái dấu hiệu cho thấy gọi là bệnh tật gì cả. Sau khi bị bắt ngày hôm nay thì lại gọi là có cái giấy gọi là bệnh rối loạn lo âu, có thể nói đó là một triệu chứng trầm cảm đó. Rất giống với cái câu chuyện mà ngày hôm nay Đinh Lan lại yêu cầu một số những cái kênh YouTube cho đến là sẽ kiến nghị tòa án để mà xem xét 23 kênh YouTube trong khoảng thời gian sắp tới. Và cô cho rằng cô bị thiệt hại về rất nhiều vật chất cho đến tinh thần, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Thì thật ra đơn cử những cái gọi là cái sự yêu cầu bồi thường thiệt hại này cũng chỉ là làm màu, thưa quý vị. Bản lẽ một đơn thuốc thì không thể nào có thể chứng minh được tất cả cái bệnh tình, thậm chí là chứng minh được do là người nào đó đã gây ra cho mình cả. Phải cần phải xác minh lại tất cả, có nghĩa phải đi khám rồi nó mắc từ thời gian nào cho đến thời gian nào một cách cụ thể, chứ không phải là cung cấp một đơn thuốc rồi sau đó là bắt người ta yêu cầu là bồi thường về sức khỏe tinh thần dành cho mình. Đó là cực kỳ nó không hợp lý. Về cái vấn đề bồi thường thì chúng ta có thể thấy bây giờ chỉ còn lại hai người thôi, Thủy Tiên và Đặng Vĩnh Ngân. Hai người đã cung cấp được tài liệu, nhưng mà quan trọng về phía tòa án họ sẽ xem xét cái tài liệu này như thế nào. Trước đó chúng ta đã từng nghe rồi, họ rất là tự tin về cái vấn đề họ yêu cầu được thiệt hại, đặc biệt là có gọi là đơn dân sự luôn chứ không phải là bình thường. Thủy Tiên còn đòi kê biên luôn cả tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, thì cho thấy rằng cái độ tự tin của Thủy Tiên là ghê gớm đến mức độ nào rồi. Cho đến giờ phút này thì Đinh Lan vừa mới thông báo một cái thông tin, đó chính là cô vẫn chưa nhận được cái giấy triệu tập từ phía tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và Đinh Lan nói rằng là Đinh Lan sẽ đến tòa án nếu như có giấy triệu tập, còn nếu như không có giấy triệu tập thì Đinh Lan đến đó làm gì. Thì đúng thôi, người ta nếu mà thật sự không có triệu tập Đinh Lan nữa thì Đinh Lan đến làm gì. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể thấy là theo cái quyết định đưa vụ án ra xét xử đó, thì Đinh Lan có được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đinh Lan có vẻ như là khá là gấp rút để nhận được những cái thông báo. Bởi cô cho rằng là nếu mà giờ chưa nhận được nữa thì tôi và luật sư của tôi không có đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ gì đó, để mà tiếp cận hồ sơ vụ án và có thể tham gia vào trong khoảng thời gian sắp tới đây. Thì Thanh Nguyên thấy rằng vô cùng buồn cười. Bởi lẽ ngày hôm nay cũng chỉ là ngày 7 thôi, còn một khoảng thời gian rất là dài, thưa quý vị, rất là dài, đến ngày 21 rồi đâu đó còn 14-15 ngày nữa để mà có thể nói cùng chờ đợi. Khi mà có quyết định đưa ra xét xử cũng như là có những cái danh tính có luật sư, Thanh Nguyên nghĩ rằng hồ sơ vụ án
quyết định đưa ra xét xử họ đã gọi là được tiếp cận rồi, chứ đừng nói là cái câu chuyện mà không thể theo kịp cái gọi là cái thông tin hoặc là hồ sơ vụ án như cái lời Đinh Lan nói. Nhưng mà bản thân Đinh Lan đó, với cái ngụ ý Đinh Lan chia sẻ và đồng đội Đinh Lan chia sẻ, dường như họ cho rằng phiên tòa này có khả năng gọi là hoãn, bởi lẽ bây giờ thì vẫn chưa nhận được cái giấy triệu tập. Nó thường thường đó thì sẽ nhận được đâu đó khoảng trong vòng trước đó 15 ngày hoặc là 10 ngày của chú anh chị, cho nên là bây giờ vẫn còn thời gian. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi xem khoảng thời gian sắp tới, bởi lẽ đây không phải là thông tin đầu tiên. Đồng đội của Đinh Lan cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, họ cho rằng là giống như lần trước sẽ có cái dấu hiệu gọi là hoãn phiên tòa hay chăng. Nhưng mà đối với cá nhân thường bị đánh giá thì lần này sẽ không có câu chuyện hoãn nữa, cũng như là không có cái vấn đề đảo hồ sơ nữa. Thật ra đó, trên thực tế thì khi mà ra tòa thì tòa án vẫn còn một có cái quyền, đó chính là trả hồ sơ một lần nữa cô chú anh chị, nhưng mà cũng phải mở phiên tòa xét xử rồi người ta mới gọi là ra những cái quyết định khác. Chứ bây giờ thì Thanh Nguyên, theo Thanh Nguyên thống kê đó, thì có lẽ rằng đã hết cái quyền trả hồ sơ rồi, chỉ trừ khi mở phiên tòa rồi sau đó có các luật sư họ kiến nghị, họ ý kiến, thì lúc đó hội đồng xét xử họ sẽ xem xét để mà có tiếp tục gọi là xét xử hay là lại có cái câu chuyện trả hồ sơ hay là hoãn ở đây. Thưa quý vị, thì đó là một số những cái nội dung, đặc biệt là hai cái câu chuyện khá là thú vị và buồn cười của chị Oanh và chị Hàn Ni. Đồng đội của Hàn Ni thì nói rằng là chị Ni mấy bữa đài trong trại giam rất là khỏe khoắn, có bệnh tình gì đâu, nhưng mà lại gọi là đưa ra cái thông tin gọi là bị rối loạn lo âu, đưa to thuốc đồ để mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại. Thật là nực cười cho đến giờ phút này. Nhưng mà không sao, chưa tính đến cái gọi là cái câu chuyện mà vụ án sau khi bà Hằng là bị hại đi, khi bà Hằng là bị hại đi, thì lúc đó các nhân vật này có đủ sức để mà có thể nó bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt cái nơi mà họ xúc phạm đó chính là công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu, chứ không đơn cử là một cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng hay là bà Nguyễn Phương Hằng. Chỉ riêng tính về cái câu chuyện mà của ông Huỳnh Uy Dũng thôi, ổng bị thiệt hại, nếu mà nếu có nha thì có thể bồi thường được hay không, công ty cổ phần Đại Nam, vân vân các kiểu, thì lúc đó để xem họ sẽ bồi thường như thế nào, và tòa án sẽ xem xét như thế nào. Đặc biệt mà Thanh Nguyên thấy rằng là cái vụ án sau nó mới là một trong những cái vụ vô cùng thú vị, khi mà lúc đó chị Ni lại là bị cáo, đặc biệt chị Ni và anh Sĩ chưa hết, đang điều tra mở rộng, không biết thời gian tới sẽ có gọi là thêm em nào nữa hay không. Vâng, đó là một số cái nội dung sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến quý vị. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã quan tâm, yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Chỉ còn hơn 14 ngày vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Tất cả chúng ta, những người yêu mến sư Nguyễn Phương Hằng, luôn mong ngóng cái điều này, và mong những cái điều tốt đẹp nhất đến cho cô. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, cuối thần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750 ngàn, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750 ngàn luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800 ngàn, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.